Có nước chưa? Đầy đủ hết rồi, nước. Rồi, nổ máy thôi. Châm thêm, tại đời xưa châm thêm nhé. Đấy, đổ 3 lít rưỡi hơn. 3 lít rưỡi xem. Tại sao anh? Đây, còn đây nửa bình nè. Đủ không? Đủ nước. Để nó hồi, đổ chỗ này đủ. Do nãy em đổ chỉ em canh theo mắt thôi. Không chưa lắm. Trời là máy mà canh theo mắt. Chưa. Để nó đổ đều rồi mới thấy. Làm nguyên máy không đó. Dạ. Phải đổ. Thả máy làm. Canh theo mắt canh theo đổ không? Phải cho 6 khối đàn à. Dạ, 899 là 900 thôi. Cho thêm mấy cái nữa đi. Cho anh nữa thầy. Nổ máy rồi nha bà con. À, làm máy thì nó tầm khoảng chắc 3.8 lít. Cái xe này nó nhiều nhớt chứ, nhiều chiếc xe nó có 2 lít mấy à. Làm máy luôn chắc tầm 3 lít mấy xu ít nhất, tùy theo cái máy nó có nhớt khác nhau. Dạ, cái bụng chứa nhớt nó lớn hay nhỏ khác nhau nữa. Dạ. Rồi qua bình thứ 5 luôn à. 4. 5 luôn hả? 5 rồi đó. Bình thứ 5 rồi đó. Coi chừng nó hồi về nữa. Ủa sàn nữa rồi, giám đốc đang làm giúp ngàn rồi, giờ sàn của CV là 400-600 luôn rồi. Lát giám đốc mất tiêu rồi. Chủ xe không? Không. Nói gì không biết nữa. Giờ mới quay nè. Máy nhiệt độ ổn định rồi. Hai bên không?
hai bên đường. Bên ngoài cái nhỏ mở mạnh trước đi. Ở bên cái lóc kia còn không? Không có. Không có hả? Cái này cái lóc kia cũng qua đó. Anh nói anh có mang lên mà. Ừ, còn cái lóc này này không có đâu. Anh mang lên thêm một cục nữa. Coi lại đồ có không? Thì một cục nó dính vô lóc này nè. Ờ, cũng không hư. Cái cục báo mơ của cái anh chủ xe mang lên cũng hư luôn. Tắt đi, tắt đi. Cục ảnh mang lên gắn vô nó cũng hư luôn rồi. À, nó không có tín hiệu mơ. Thay cục cho anh luôn rồi nha. Do cái cục anh nó hư thôi. Cho nên là nó không có báo mơ. Em gầy ha. Anh chỉ rút rồi được rồi. Hả? Hả? Mà cục đó, nó hư rồi. Là do cái cục nó hư nha. Chứ còn dây điện là còn đầy đủ nha. Em kiểm tra nãy mới kiểm tra cho anh đó. Dây điện thì còn đầy đủ hoạt động hết là do cái cục anh đưa lên cũng hư luôn. Rồi nó không có báo nữa. Đó. Chứ không phải là do cái dàn dây điện với đồng hồ nó hư nha. Thì giờ đặt cục khác về thôi. Cục anh mua cũng hư luôn rồi. Đó. Thì tạm thời là mọi thứ là ok hết. Giờ em kiểm tra lại nữa, nổ rô đai cho anh rồi rửa lại cho anh sạch sẽ hết rồi giao xe thôi. Chuẩn bị chắc khoảng ngày mai là xong rồi đó. Còn mấy cái heo nè. Heo thắng này kia. Thắng này còn ok nè, nó không có cứng thắng. Thì anh không có nhu cầu làm nên em không có làm, em chỉ làm máy rồi xong ok anh rồi. Thì em ráp lên hết. Rồi em sẽ chạy thử, nó ok không em sẽ báo lại với anh nha. Rồi, chờ clip xong rồi rửa xe em review lại cho anh nha. Cảm ơn anh nhiều.